Tôi về đây với ngã ba Đồng Lộc, nơi một thời của trào lửa chiến tranh, dâng nén hương lên tượng đài liệt sĩ, xin nguyện cầu cho các chị các anh. Đồng Lộc ơi, mười bông hoa bất tử giữa bom thu trộn đất trời nắng gió, giữa vùng đất trời không còn cây cỏ, vẫn ngát hương nuôi huyết mạch giao thông. Yêu tổ quốc vì trường tồn tổ quốc, dâng tuổi thanh xuân cho những tên đường, nguyện hóa thân cho mảnh đất quê hương, đưa những đoàn xe ra chiến trường đánh. Rồi bão tố đất nước thanh bình, cây trái lại cho bóng. Khi muôn nơi đang yên vui có biết đâu, nơi tôi đây thấm đẫm bao nước mắt rơi, mái nhà tranh kia lũ cuộn trôi. Nhìn từng người giờ này phút chốc bơ vơ, nhìn từng dòng lũ quét đi hết bao mái ấm trẻ thơ. Trong đêm thâu tiếng ai than thở, đêm nay biết sẽ phải nằm đâu. Nước lũ dần dâng cao, nước mắt cũng dâng trào, hỡi bao nhiêu đồng bào nơi tôi biết phải làm sao. Hôm nay con lại về thăm quê, nước mắt chạy ra khi nhìn thấy mênh mông nước lũ tràn bờ đê. Từ Nghệ An cho đến Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, mưa vẫn rơi, nước mắt ai rơi, nước lũ dâng lên cùng nỗi đau, cuốn đi tất cả lòng lại quặn thắt, cuốn đi nụ cười, cuốn đi tương lai mảnh đất miền Trung nhiều thiên tai. Bây giờ cụ chị còn lại nơi đây đâu, tiếng người gọi đi tìm người trôi. Thương quá miền Trung quê tôi, tiếng khóc cha trẻ mồ côi. Ôi Việt Nam ơi, biết bao thân phận nhân dân miền Trung nổi trôi, nổi trên mặt nước mái nhà tranh, cụ già ôm trọ sống trong giá lạnh. Hãy cùng nhau hướng về miền Trung tâm tim bầu ơi thương lấy bí cùng, hãy cùng chia sẻ tình người với những mảnh đời có nước lũ sống cùng, thể sao chuột xa vô cùng. Khốn khó với bao nỗi đau quanh quẩn, bao công lao cố gắng bấy lâu chợt tan biến. Bóng dạng của ai suốt đêm vẫn luôn xót xa, tìm đâu một ký ức vô hình. Một vòng tay nối sẽ có thêm một điều ước, khiến muôn người hạnh phúc đến vô ngần. Mình cầm tay nhẹ sẽ có được nhiều hơn thế, dẫu chỉ một phần nhỏ bé của mỗi người. Đang rơi vào cạnh màn trời và chiếu đất, nỗi đau chia ly những người ra đây đâu chỉ mất mát về vật chất. Thương thay cho những cụ già đêm nay không có chịu khô để ngã lưng, thương thay các em bé nhỏ lạ đi vì đói vì rét, nước mắt nào đâu thể ngừng. Tôi muốn kêu gọi tất cả mọi người hãy cùng chung tay lạ lành đùm lạ rách, thể hiện trái tim hướng về miền Trung bằng nhiều cách. Hãy nghĩ đến những đồng bào ngày đêm những giọt nước mắt vẫn chữa chan, ủng hộ bằng tiền, bằng sách, bằng vợ, bằng quần áo và tình cảm. Thiên tai lụt lụt đến và mang đi cuộc sống bao con người miền Trung, nhưng tấm lòng vàng ở khắp mọi nơi thì hãy cùng mang chia sẻ cùng. Nào hãy góp sức để giúp miền Trung bằng chính từ tình cảm ở nơi bạn, lau khô những giọt nước mắt thể hiện tấm lòng con người Việt Nam. Khốn khó với bao nỗi đau quanh quẩn, bao công lao cố gắng bấy lâu chợt tan biến. Bóng dạng của ai suốt đêm vẫn luôn xót xa, tìm đâu một ký ức vô hình. Một vòng tay nối sẽ có thêm một điều ước, khiến muôn người hạnh phúc đến vô ngần. Mình cầm tay nhẹ sẽ có được nhiều hơn thế, dẫu chỉ một phần nhỏ bé của mỗi người.